Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời các quý vị sẽ đến với một ca khúc vui tươi nhí nhảnh nhưng tràn đầy tình cảm thiêng liêng. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng? Có lẽ sự chăm sóc ân cần của Bác đối với thiếu nhi nghèo khổ trong những ngày đầu cách mạng tháng 8 đã thấm vào tâm hồn mỗi người Việt Nam, vào tâm hồn nhạc sĩ Phong Nhã. Tất cả những điều đó chính là khởi nguồn ra đời một sáng tác bất hủ, thể hiện tình cảm sâu nặng của thiếu nhi Việt Nam đối với vị cha già kính yêu của dân tộc. Ca khúc sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây qua phần biểu diễn của các bé đến thiếu nhi đến từ câu lạc bộ phường Hạ Đình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hay quá. Để nối tiếp chương trình là ca khúc Đàn đã cho ta một mùa xuân, sáng tác